Ok, và hello anh em quay trở lại với nhau rồi. Và hôm nay thì có vẻ hôm nay mình về hơi muộn, cho nên là mình không quay được con Goku Black cho anh em đâu anh em. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải quay đó chính là con Surai. Đây, con này con tên là con Surai. Durai nhầm Dubai. Ok, mình sẽ gọi con này là con Dubai nhá. Thì đây, mình cũng có một cái code mới cho anh em chứ không để làm làm không được, làm không thì hơi bị ngáo đúng không? Ok, cái code mới của chúng ta đây. Đây 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 đây. Đó. This is the new wish code đây, anh em thấy cái này không? Đấy, anh em nhìn cho kỹ vào nhá. Đó. Rồi ok. Chúng ta đã có cái đó rồi đúng không? Thì cái để cho chúng ta 150 kim cương thì mình đã nhập rồi. Để mình quay thì cái arc này thực ra arc của một người bạn thôi anh em. Cho nên là mình mượn để review cho anh em là con Rurai, con Dubai. Ok, bây giờ mình sẽ fit cho nó là con này đi. Fit cho nó con này lên level 20 đi. Thôi để mình lên level 21 vậy. Để mình cố gắng lên level 21 để được hưởng phần trăm thôi anh em. Được hưởng phần trăm. Được hưởng thêm 50%. Cho nên là ổn ổn ổn. Ổn. Rồi ok. Fit cho nó lên 21 này. Ui sao lag thế nhỉ. Khá là lag anh em ạ. Khá là lag. Đây, mình sẽ cho nó lên level 21 nhé. Để nó có một cái lượng đam vực x2 à, được thêm nhận thêm 50%. Đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để review con Dubai này xem là như thế nào nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chắc là vào một cái màn nào đó. Ô, nhầm 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 nhầm. Sorry nhá, mình vào nhầm. Chắc là mình sẽ chọn đó chính là cái Chu Súp Ri này đi. Ok, ai cho mời ông vào? Ai cho mời ông vào? Đập cho bây giờ, thích vào không? Lao lều, ai cho mời ông vào mà vào? Bây giờ thì mình chắc sẽ phải đợi đến wave 2 mới có thể đạt được con này bởi vì nó tận 525 tiền cơ mấy ông. Ok, 525 tiền thì nó cũng không phải là một cái giá quá là đắt. Nhưng mà chúng ta phải đợi đến wave 2 thì mới có thể đạt được. Hoặc là mình sẽ bật cái auto skip này lên đi. Ok. Ổn đấy. Bật cái auto skip lên cho nó ổn áp. Để nó tự skip luôn. Bây giờ mình chỉ việc buôn thôi. Vì con Durai này thì là hình như là một con đến từ bộ phim Naruto. Naruto thì hình như là trong phim thanh niên này sử dụng Black Thunder đúng không? Đó. Thì mình cũng chẳng nhớ nữa bởi vì mình không xem Naruto nhiều. Cho nên là cái chuyện mà nó dùng Black Thunder hay như nào thì mình cũng không biết. Đó, chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngồi đợi đến wave 2 và để xem cái auto skip nó làm việc có ổn không nhá. Auto skip đã được bật rồi này nhưng mà không biết là nó làm việc có ổn áp hay không. Đợi cái bảng skip lên thì cũng hơi lâu nhỉ. Ừ, đúng bảng skip lâu thật. Và ở đây nó mới chỉ có 3 con thôi anh em, 3 con. Rồi, đó. Cái auto skip làm việc cũng khá là ổn áp đấy. Ổn. Rồi bây giờ chúng ta đặt ở đây và chỉnh thành last. Rồi. Thì cái đặt đầu tiên con này sẽ 126 đam, 7 giây và 15 tầm xa. Và nó sẽ sử dụng điện thôi anh em. Nó sẽ dùng những cái tia điện mà nó bắn về chỗ team bạn. Đây. Đấy, nó sẽ sử dụng những cái tia điện, anh em thấy không? Ôi thật là vãi xịt. Sử dụng những cái tia điện như thế thì cũng khá là ổn đấy. Nhưng mà chỉ tội là tầm xa hơi ngắn, anh em thể thấy nhìn hơi ngắn này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ up lên một cấp. Up lên một cấp thì sẽ là 228 đam. Vẫn là 7 giây và 15 tầm xa. Không có gì thay đổi cả, nó chỉ thay đổi về lượng đam thôi anh em. Ok. Thì bây giờ là hiệu ứng chiều của nó thì vẫn thế. Không có gì thay đổi, vẫn là mấy tia sét nó bắn về phía team bạn thôi. Không có gì phải gọi là căng thẳng cả. Thì mình mới thấy một điều đó chính là skin của thằng này nhìn nó hơi ngáo vậy anh em nhỉ. Thằng bạn mình thì mình cũng biết là gu nó mặn rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó mặn đến mức này đâu. Ok. Vậy chúng ta sẽ úp nó lên một cấp. Úp lên một cấp thì nó sẽ là 360 đam. 24 tầm xa và 7 giây tấn công. Vậy là bây giờ đã có thay đổi về mặt tầm xa và lượng đam. Tầm xa là tăng thêm 9 tầm xa rồi anh em. Ủa. Cũng khá ổn. Ơ. Nó đánh gì vậy? À. Thủy độn anh em ạ. Thủy độn. Ok. Cái đấy là thủy độn. Cái này nó phun nước anh em, nó phun nước về phía của team bạn. Đấy, nói chung là nôm na là thế thôi.
không có gì quá đặc sắc cả, chỉ là phun một cái nước này về phía team địch cộng với cả là cây sát thương. Ok, up lên cấp nữa. Cấp tiếp theo của nó sẽ là 498 đam, 25 tầm xa và 7 giây tấn công. Thì cái này nó lại cộng thêm cho chúng ta, đó chính là cái nó lại cộng cho chúng ta là cái lượng đam cộng với cả là một tầm xa thôi anh em. Bây giờ mình sẽ phải đặt một con Ryuko ở đây để thủ mấy con này, chứ nó mà đâm chắc nó đâm thủng nhà mình mất. Nhưng phải đặt nó ở đây thôi. Rồi, tiếp tục phun nước đi em, cứ phun thoải mái. Rồi đấy, ổn áp ổn áp. Từ khi có cái auto skip này anh em thấy khỏe re không? Khá là khỏe re thôi anh em, là mình chỉ việc đặt quân thôi, còn lại thì skip nó tự skip đấy, khá là được. Rồi cái okay, up lên cấp, up lên một cấp nữa thì là 654 đam, 6,9 giây tấn công, thì nó giảm cho chúng ta được 0,1 giây tấn công anh em ạ. Được đấy, và tăng lên là 654 đam. Ôi con này đam cũng ổn nhờ, mà đây mới chỉ là úp 4, vậy là còn hai úp nữa cơ anh em, hai úp nữa. Rồi chém đi em, con này thì con Ryuko nó đằng sau nó thủ rồi, cho nên là không cần quan tâm nhiều về cái khoản đấy. Ôi dồi ôi, 654 đam cơ anh em. Con này không biết là để mình nâng cấp max xem sẽ là bao nhiêu đam nhé, chứ mình nghĩ là con này là sẽ có thể là hơn 900 đam. Level 21, đây mới chỉ là level 21 thì mình chưa biết là bao nhiêu đam nữa, để thử xem nữa. Rồi ok, úp lên cấp. Thì cái này nó sẽ là một ở đâu 822 đam, 6,7 giây tấn công và 25 tầm xa. 800 đam anh em ơi, 822 đam mà mới chỉ là cấp 21 mà còn chưa úp mắt, để mình úp mắt xem nó sẽ là bao nhiêu bao nhiêu đam nhá. Oh my god. Và lần này thì nó có thay đổi, nó không phun nước nữa anh em, mà nó sẽ là đây, nó sẽ không phun nước nữa mà nó sẽ bắn ra một cái cục đờ hợi gì đấy. À, con chó. Ok, con chó này thì lại nó lại đi ngược cơ anh em, không phải chó đi thẳng nữa mà đây chó đi ngược, anh em thể nhìn thấy đấy, anh em thấy chó đi ngược không? Nó không, nó lại không đi thẳng cơ, lại đi ngược anh em ạ, vãi cả xịt luôn ấy. Rồi úp lên cấp. Ui my god, anh em có nhìn thấy gì không? Khi mà úp mắt thì nó sẽ là 1002 đam, 5,9 giây tấn công. Thì mình cứ cho là 6 đi, bởi vì thiếu có 0,1 nữa chứ mấy, cứ cho là 6 đi. Mà 1000 đam mà đây mới chỉ là level 21. Holy shit, đùa nhau chắc trời ơi. Mà đây mới chỉ level 21 thôi đấy, mà rồi đó ở một cái lượng đam gọi là what the fucking tờ vãi anh em ơi. Chịu thua, chịu thua. Thua. Không không mình không không biết một con nào có lượng đam nó khủng hơn con này nữa. Con này lượng đam quá khủng rồi. Không thể tin được mới chỉ level 21, con này có khi là có khả năng trở thành một ground unit hạng nặng luôn đấy. Chỉ tầm xa của nó hơi hơi nhỏ một tí thôi. Con này thì lượng đam mặc dù khá là ổn, nhưng mà mình cũng có nhận xét đó chính là cái thời gian đánh hơi lâu là tận 6 giây, và 25 tầm xa là 25 tầm xa là một con số nó cũng gọi là ở mức bình thường. Nhưng mà nó sẽ trở thành bình thường nếu như mà con này nó có một cái hiệu ứng skill gì đấy. Nhưng mà con này hoàn toàn không có một cái skill gì anh em. Cho nên là 25 tầm xa nó cũng là một con số nó khá là nếu như nói thẳng ra là hơi bị tù một tí. Đó, nhưng mà con này thì để dồn đam thì được anh em. Con này mà anh em đánh boss mà dùng Ewin ấy để dồn đam giống như con Rengoku ấy thì con này khá là hợp. Còn lại thì mình chỉ nhận xét con này một tí thế thôi, chứ cũng không có gì nhận xét nhiều về con này đâu. Nhìn con này nó cũng khá là ổn áp rồi anh em ạ. Nói chung về các chỉ số của nó cũng gần như là ổn áp, chỉ tội là có mỗi cái tầm xa với cả cái thời gian tấn công là không được ổn mấy thôi. Đó, còn lại con này có AoE cũng là một trong những con khá ngon rồi. Rengoku thì mạnh đấy nhưng mà không có AoE, thế cho nên là mới tội. Nhưng mà nó không có AoE thì nó lại bù lại, đó chính là có hiệu ứng đốt cộng với cả là lượng đam cao.
Còn con này thì có lượng đam cao nhưng mà bù lại là lại đánh chậm. Đó. Và lại tầm xa lại không được ổn. Thế cho nên là mình ấy thấy nó cũng khá là tội. Tội nghiệp. Nhưng không sao. Cái chuyện đây là cái chuyện rất là bình thường anh em ạ. Có cái mạnh thì cũng phải có cái yếu. Chứ mạnh mái thì còn đánh đấm gì đúng không? Ok thì bây giờ quay 13 rồi nhỉ. Vậy thôi chắc cái video của mình thì đây cũng là kết thúc rồi nha. Để anh em thấy hay hãy like và subscribe kênh mình. Đấm nút like, đấm nút subscribe, đấm nút chuông để có thể nhận nhiều thông báo khác nha. Bây giờ thì bye.